Hai, xin chào mọi người đến với kênh YouTube Trung tâm Xe Cũ lớn nhất Sài Gòn nha. Bán xe với cam kết bao không đâm đụng, không hộp nước. Đặc biệt là xe có bảo hành cho quý anh chị nào mua xe tại trung tâm. Thì hiện tại trước mắt mình là cái con xe Kia Sedona nhập khẩu, máy dầu 2.2. Xe này gọi là xe siêu lướt, tại vì chạy mới được có 5.000 cây à. Màu này nhìn rất là đẹp, màu nâu đỏ ha. Nhìn về chi tiết tổng quan phía bên ngoài thì không khác gì xe mới đâu, chưa có một vết trầy luôn, chạy mới được có 5.000 thì bảo dưỡng đúng có một lượt thôi, cuối đời 2019 tháng 11 nha quý chị. Quý chị có thể thấy ha, nước sơn còn rất là bóng lượng ha. Mâm lốp này hầu như là 95-96%. Nhìn rất là hoành tráng. Mua xe này so với xe mới thì tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cái cửa này cửa điện nha quý anh chị, có thể thấy nó chạy ha, mở ra nó chạy ha. Rồi khám phá nội thất phía bên trong luôn thì xe này thuộc dạng 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi, MPV. Có cửa sổ trời phía trước và phía sau. Đây, xe đưa đón sân bay hoặc du lịch rất là ok ha. Dòng này thì cao cấp, bản này bản cao nha. Rất là tiện lợi khi hai bên đều mở cửa được, phía bên này và bên kia đều đóng và mở được ha, không khách hàng nào mở cửa cũng thoải mái hết, không có phụ thuộc ha. Cửa điện nha quý anh chị, đóng lại rồi đó. Rồi giờ em sẽ quay phía sau, quay phía sau cho quý anh chị xem. Đây động cơ, đây phiên bản cấp luxury này. Kia có trang bị camera phía sau. Đây nha quý anh chị, camera phía sau, biển số Sài Gòn. Ai ở Sài Gòn có thể liên hệ với em, chỉ phí sang mất phí sang tên đóng phía trước bà thôi, không mất phí biển số 20 triệu nha. Mọi chi tiết từ ngoài vào trong đều còn rất là mới, rất là đặc biệt ha. Xe thì trang bị phim cách nhiệt rồi. Trong cái quý chị xem cửa điện nha, thay ghế không đó, mình đóng lại mình mở cửa ha. Rồi mình mở cái cửa xem cái ghế đó, ghế mở cửa ra là ghế có vị trí nhớ nha. Rất là hay ha. Rồi vào cái bên trong quý chị, chạy đúng có 5.220 cây thôi. Thì hiện tại giờ giá bán là 1 tỷ 145 triệu. Giá này thì còn thương lượng cho quý anh chị có thiện chí mua xe tại trung tâm bên em ha. Đây, hộp số tự động và những cái chế độ lái ha, có hỗ trợ đổ xe, xoay ghế, chế độ xe này, xoay ghế này. Nhìn thiết kế phía trong nội thất thì nhìn cũng rất là sang trọng quá ha. Phía bên tay nắm cửa thì gỗ, ốp gỗ. Đây, như quý anh chị có thể thấy, rất là nhiều cái tiện ích, cruise control. Rồi là đây là điều khiển cái trên màn hình, hoặc là xe có điều khiển giọng nói này, volume này, rồi nghe điện thoại này. Đây, có trang bị camera luôn nha quý anh chị.
ghế da cao cấp. Nếu quý anh chị nào quan tâm tới cái dòng Kia Sedona thì có thể liên hệ với em để mình biết thêm cái giá bán thương lượng ha. Cái giá đó thì còn thương lượng mà, 1 tỷ 145 triệu. Anh chị nhớ like và subscribe kênh YouTube của em để đón xem nhiều cái chiếc xe về tại trung tâm cũng như giá bán hiện tại. Tuần nào em cũng đăng lên 3-4 cái video xe mới về tại trung tâm để quý anh chị tiện theo dõi, và có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn mọi người xem cái video Kia Sedona. Cảm ơn mọi người nha. Tại trung tâm thì còn rất là nhiều xe, thì quý anh chị nào xem video này mà không phải là thuộc nhu cầu của mình có thể liên hệ với em. Còn rất là nhiều dòng xe giống như Toyota Fortuner rồi Innova, Vios rồi mấy chiếc bán tải Ford Ranger, Mazda BT50 rồi Mazda 3. Rồi cảm ơn quý anh chị nha.